AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh AFK Mobi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ có một video trải nghiệm một con game mobile vừa ra mắt tại Việt Nam vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, có tên gọi là Liên Minh Siêu Quậy. Đây là một con game mobile thẻ tướng của nhà hành Fantap. Ở trong con game mobile này thì anh em có thể gặp lại rất là nhiều nhân vật nổi tiếng trong các bộ truyện manga mà anh em yêu thích. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem cái con Liên Minh Siêu Quậy này nó có gì thú vị hay không nhá. Ở đây thì mình thấy là game đã ra mắt đến 11 server rồi. Có lẽ tôi sẽ chơi F11 luôn đi. Đấy, mình sẽ vào game này. Như anh em đã thấy trên màn hình thì đây là một con game 2D được thiết kế theo kiểu là màn hình dọc. Các bạn hoàn toàn này chơi bằng một tay được. Lồng tiếng rất là hay nhá, lồng tiếng rất là dễ thương, rất thú vị. Em Hồng Pinky này bị bắt cóc này. Con game này nó mang yếu tố hài hước rất là cao luôn anh em. Đấy, ngay từ phần cốt truyện, nó kiểu cốt truyện và cái lọng lồng tiếng rất là thú vị luôn. Chúng ta vẫn nên tập trung vào lợi ích của người dân. Ta đề xuất tổ chức đại hội võ thuật chọn ra 7 dũng sĩ. Ồ, nó hơi lỗi về phần lồng tiếng một chút nhưng mà không sao. Ok, chúng ta sẽ vào game này. Về cơ bản thì con Liên Minh Siêu Quậy này nó sẽ là một con game nhập vai thẻ tướng thuộc dạng AFK game hay còn gọi là game rảnh tay. Đó. Game 2D thôi nhưng mà cái hiệu ứng chiến đấu nhìn rất đẹp anh em nhá. Chúng ta sẽ được gặp lại rất là nhiều nhân vật ở trong các cái bộ manga hay là anime của Nhật Bản. Đó. Mà kiểu các cái chiêu thức trong game rất là kiểu buồn cười dã man luôn ấy anh em ạ. Mình thích ở cái con Liên Minh Siêu Quậy là ở cái điểm này. Tức là gameplay nó có là Xin này, đấy. Xin bị mẹ đánh này. Cười dã man luôn. Tức là các cái nhân vật được làm tạo hình rất là nó sẽ giống nguyên tác nhá nhưng mà sẽ có những vài đặc điểm nhìn vào là biết anh em thấy là game rất là hài hước rồi. Ngoài ra thì các cái hiệu ứng chiến đấu trong game ấy làm rất là hay luôn, rất là kiểu nhìn thôi thấy cười ấy. Đấy. Thì đây là cái yếu tố mà cái con Liên Minh Siêu Quậy này hướng đến, một cái gameplay đơn giản, phù hợp với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi nhưng lại mang yếu tố hài hước để thu hút game thủ. Em này là trong Inuyasha này, nhưng sao thành bà già này. Đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều nhân vật được tạo hình nó kiểu hài hước ấy. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên lại cho bạc, dọn giới tính nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến phần chiêu mộ. Game đẻ tướng mà, bao giờ chắc chắn là sẽ có phần chiêu mộ. Rồi, chúng ta có thêm một nhân vật Sakura 4 sao. Và chúng ta thể xuất chiến. Đấy, game này sẽ tập hợp tất cả nhân vật ở trong anime manga Nhật Bản. Rồi, chúng ta sẽ đánh ai. Thôi thắng luôn rồi, rất là nhanh luôn và tiếp tục đánh khiêu chiến này. Thực ra game này nó sẽ không đề cao việc các bạn cái phần cơ chế chiến đấu đâu, tất cả mọi thứ hoàn toàn tự động. Sau này các bạn có thể bỏ qua nhanh được hoặc là tăng tốc. Tuy nhiên sau này thì game nó sẽ tập trung vào việc và chủ yếu là anh em sẽ đi chiêu mộ, thu thập nhân vật, sắp xếp đội hình cũng như là nâng cấp tướng. Lên cấp rất là nhanh luôn ý. Chúng ta có thưởng vượt ải này. Đấy. Là một con game AFK game nên là game nó tích hợp là tính năng tự động chiến đấu. Kể khi bất kể anh em làm cái gì trong game luôn. Ngay cả khi các bạn offline thì nhân vật cũng tự động chiến đấu để thu thập nguyên liệu cho các bạn. Đấy, mặc đồ này. Đấy, chúng ta sẽ thêm mới nhân vật này. Đây, One Punch Man đây, của chúng ta đây, một hit chân luôn anh em ạ. Này, một phát ạ. Một hit. Nằm luôn. Đó. Tí nữa thì chúng ta sẽ xem là game này có bao nhiêu nhân vật nhá. Đây, chúng ta có phần shop này. Đấy, trong shop này các bạn để mua các vật phẩm. Chúng ta sẽ mua cái phiếu chiêu mộ này. Đó, chúng ta sẽ có chiêu mộ thường hoặc là chiêu mộ 10 lần. Các bạn sẽ tốn kim cương để chiêu mộ. Đấy, vừa được một nhân vật 5 sao mới này.
Đấy, cái game này thì thẻ tướng nó cũng chia phẩm và sao. Các bạn sao thì các bạn phải nâng cấp lên. Ngoài ra thì con Liên Minh Siêu Quậy này thì ở trong phần trận đồ này nó sẽ có một cái gọi là phần thuộc tính nhân vật. Tí nữa chúng ta sẽ xem kỹ hơn. Rồi, mình đã level 3 rồi. Chúng ta sẽ có phần tác chiến nhanh này, các bạn sẽ nhận thưởng nhanh nhá. Đấy, mỗi ngày được free mấy lần ấy thì các bạn sẽ lên cấp rất là nhanh luôn. Mỗi ngày được free một lần, mua sẽ được mua thêm. Nói chung là các bạn VIP thì các bạn sẽ thêm lượt nhận thưởng nhanh. Đây, chúng ta tính năng quân hàm này, làm nhiệm vụ để thăng quân hàm. Rồi, có quà nạp này. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu nhá. Đây, như anh em thấy đây là phần trận hình này, các bạn để sắp xếp đội hình nhá. Và chúng ta mỗi nhân vật thì nó sẽ có thuộc tính như là phong, thủy, hỏa, ánh sáng bóng tối, 5 thuộc tính. Có và khi các bạn sắp xếp trận hình ấy, đây sẽ có sự tương khắc giữa các thuộc tính này. Ba cái thuộc tính là phong, hỏa, thủy có sự tương khắc lẫn nhau. Trong khi đó cái ánh sáng bóng tối thì nó sẽ tương khắc lẫn nhau riêng. Ngoài ra khi các bạn mà xuất chiến những cái tướng cùng hệ ấy, thì nó sẽ kích hoạt thêm các chỉ số. Đấy, hoặc là các bạn kích hoạt kiểu 5 tướng ngũ hành, tức là 5 tướng mỗi tướng một hệ thì sẽ cộng thêm phần trăm thuộc tính này. Tùy theo phong cách chơi của anh em, các bạn có thể kích hoạt các hệ khác nhau nhá. Đó, anh em lưu ý ở phần khắc chế thuộc tính này. Còn có cả phần trận hình này, chúng ta sẽ có rất là nhiều trận hình khác nhau để các bạn lựa chọn. Đấy, nói chung là game Liên Minh Siêu Quậy này nó sẽ, cái yếu tố chiến thuật nó nằm ở cái việc là anh em sắp xếp đội hình thôi. Còn chiến đấu thì diễn ra hoàn toàn tự động nhá, thì chúng ta sẽ không phải nói gì cả. Thế nên mình mới nói là con game này anh em chỉ chơi một tay cũng được. Hoàn toàn có thể cầm điện thoại một tay chơi rất là nhàn nhã. Rất là dễ chơi và chơi thì hiệu ứng hình ảnh rất là thú vị luôn. Có thể là vì lý do đấy nên là game này nó đang thu hút rất là đông người chơi anh em ạ. 11 server. Thế là rất là nhiều rồi, chỉ sau một ngày ra mắt. Hiện tại là mình đang chơi sau một ngày nhá. Game ra mắt 24 thì mình mới chơi vào ngày hôm nay 25 mình mới chơi. Đó, chơi rất là hay luôn. Wow, đấm. Anh chàng One Punch Man của chúng ta trong game này thì không phải một hit chết luôn. Đấy, nó có máu với hứ. Nhưng mà thế là được rồi. Ông này trong Street Fighter này, quên mất tên rồi. Rồi, nhận thưởng này. Đó, các bạn này nhận thưởng AFK. Rồi đây cách để các bạn mạnh hơn này. Chúng ta sẽ đến với cái việc là đi nâng cấp tướng. Tăng level cho tướng này. Đấy, game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Đăng nhập nhận quà này. Đây bảng chat nhé. Đây có phần phúc lợi này. Phúc lợi bao gồm ký danh hàng ngày này. Đấy, sau đó tiếp tục chiến đấu. Tối đa là 5 tướng trên một hình đội hình nha anh em. Đấm một phát này, đấm AOE luôn. Nhìn này, cá đớp này, cười dã man. Level 8 sẽ mở cái tính năng gọi là chinh chiến. Đây, có tính năng hợp nhất tướng nữa, tức là các bạn ghép tướng lên thì phải. Hiến tế rồi ghép tướng. Đó, rồi hợp nhất. Rồi bây giờ mình sẽ đi nâng level nhá. Tăng level tướng này. Phải còn vàng cơ. Đấy, rồi mặc đồ cho tướng này. Ví dụ mà cấp hiện tại thì các bạn tăng lên 30/30 thì các bạn sẽ phải tăng kiếm nguyên liệu, tăng bậc lên thì có thể tăng level tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh boss nhá. Về cơ bản thì gameplay nó là như vậy, đơn giản như vậy thôi. Và trong khi nhân vật chiến đấu thì anh em hoàn toàn có thể làm những tác vụ khác nhá. Game rảnh tay mà, các bạn hoàn toàn có thể làm tác vụ khác trong khi nhân vật của mình chiến đấu. Đó, ví dụ mà nhân vật mình chiến đấu thì mình chán thì mình lại đi nâng level tướng thôi. Đó, đã max cấp rồi chúng ta sẽ phải tăng bậc. Tăng bậc sẽ cần nguyên liệu tăng bậc này. Đấy, sau khi tăng bậc xong thì có thể tiếp tục nâng level tiếp. Các bạn tăng bậc thì nó sẽ mở khóa kỹ năng mới. Nhận thưởng này. Kích hoạt quân hoàn mới này. Đó, kích hoạt quân hoàn thì sẽ mở thêm những cái đặc quyền cho anh em.
Rồi, ví dụ mình sẽ tách quét tác chiến nhanh này để lên level này, level 8 luôn. Rồi chúng ta vào thành chủ này, có phần chinh chiến này. Đây là những cái hoạt động trong game này, chúng ta sẽ có đấu trường này. Chúng ta sẽ đánh đấu trường, cái đấu trường xếp hạng thôi. Hạng càng cao nhận thưởng càng nhiều. Anh em có thể bỏ qua xem kết quả. Đó, xác nhận. Đấy, có thưởng khiêu chiến rồi nhận thưởng. Sau này thì chúng ta sẽ còn vương giả quyết chiến này, cũng là PvP này. Phong vân phiêu hành. Đó, rồi phó bản tổ đội nữa. Nói chung là game này thì nó sẽ vẫn đủ đầy đủ các hoạt động như kiểu phó bản săn boss các thứ này nọ cho anh em chơi nhá. Đặc biệt là những hoạt động PvP. Nói chung là game này chơi nó dễ lắm. Và có lẽ chính sự đơn giản mà hài hước thì đã khiến cái con Liên Minh Siêu Quậy này thu hút anh em. Mà nhìn thì nó đơn giản thế thôi nhưng mà chơi rất là bành cuốn luôn ấy. Mình có thể tăng chiến nhanh này, tối kim cương này để lên level nhanh này. Đấy, trong lúc đấy mình có thể đi nâng cấp tướng. Mặc đồ này, rồi hết vàng rồi. Đấy, rất là tốn kém vàng thì các bạn phải đi cày. Rồi chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ quân hàm để nâng cấp quân hàm lên. Rồi, có tầm viễn hành nữa này. Các bạn sẽ cho điều động những cái tướng mình của mình đi làm những cái nhiệm vụ này để nhận thưởng. Cần một thỉnh ám. À, phải, các bạn phải sưu thập đủ tướng ấy để đi làm những cái nhiệm vụ viễn hành này. Một cú đánh chết chắc. Đấy, mặc đồ. Tăng level này rồi tăng bậc. Đấy, tăng bậc tướng lên. Mở thêm kỹ năng mới. Ồ, hết nguyên liệu rồi. Chúng ta sẽ phải đi cày tiếp. Đổi nhân vật ra trận này. Tùy anh em. Đó, rồi chúng ta có phần bảng nhiệm vụ hàng ngày này. Làm nhiệm vụ. Đấy, nhận thưởng. Đây, có hòm thư nhận thưởng nhanh. Ui, thưởng nhiều đấy. À, kết nối bạn bè này, cũng có kết bạn luôn. Đó, rất là nhiều cái hay ho để anh em trải nghiệm với đối với cái con game Liên Minh Siêu Quậy này. Kiểu nhìn đơn giản thôi mà kiểu mình cứ bị cuốn vào việc nâng cấp nhân vật các thứ này nọ ấy. Tuy nhiên thấy cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh luôn. Đấy, nâng cấp level nhân vật. Mặc đồ nhanh này. Đó, rồi chúng ta nếu hết nguyên liệu thì lại đi đánh tiếp thôi. Đó, lại vào đánh. Rảnh thì đi làm cái khác. Đó, chúng ta sẽ đi ghép mảnh lại. Ghép được tướng này. Được tướng 4 sao mới này. Rồi, một tướng 3 sao. Rồi, một tướng 4 sao mới này. Đó. Đây, tướng mới đây. Thì các bạn để cho tướng ra trận. Cảm thấy ví dụ bạn thiếu hệ nào thì các bạn cho ra tướng hệ đấy ra trận thôi. Ví dụ như là ở đây mình muốn cho thành ngũ hành đi, mình đang thiếu một tướng hệ ám. Thiếu một tướng hệ lửa nữa, mình cho thằng này ra. Đấy, cho em gái này vào. Rồi nâng cấp level cho em gái này. Đó. Thiếu nguyên liệu tăng bậc thì các bạn hãy đi làm hoạt động. Đó, cách chơi nó đơn giản lắm anh em ơi. Không có gì phức tạp cả nhưng mà bánh cuốn, mình phải xác nhận một điều là bánh cuốn. Chúng ta có phần tầm bảo này. Đi đào kho báu à. Đấy. Các bạn có thể đào 10 lần nhá. Đó. Rồi nhận thưởng. Rồi lại đi tăng bậc cho tướng này. Đó. Đơn giản là vậy thôi. Ôi. Mình đã cấp nhận tướng rồi. Này có ra trận đâu. Ok. Chúng ta sẽ đánh tiếp nhá. Để xem mà. Level 12 mở khiêu chiến này, 15 mở khóa bang và 20 thì mở tính năng hợp kích thì là cũng hầu như là mở hết các hoạt động trong game rồi.
À, mình có thể bỏ qua nhanh. À, thật ra cũng không cần phải xem chi tiết đâu, các bạn chỉ cần xem kết quả thôi. Rồi lại tiếp tục đánh nha. Mình sẽ cố gắng lên tầm khoảng level 20 để mở ra các cái tính năng cơ bản cho anh em xem. Thật ra game sau này còn rất là nhiều hoạt động như kiểu là khách sạn xuyên không này, anh linh thần điện này, đại hội võ đạo này nọ nữa, khiêu chiến liên server đây. Level 55 ở cái chiến liên server này mới thật sự là hay này. Đó, chưa mở cái mình đang chơi bằng giả lập nha anh em. Game này nhẹ mượt rồi, các bạn có thể chơi bằng giả lập được. Chúng ta có phần khiêu chiến này, phó bản hàng ngày đây, các bạn kiếm nguyên liệu ở đây. Đấy. Ủa xong mình cho mỗi một tướng ra này. Hãy đắm mình trong ánh sáng của thần đi. Một cần hết à? Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Ta chỉ mới rèn luyện được 3 năm thôi mà. Cho tôi chữa, tôi ấn nhầm cho một tướng ra trận rồi anh em ạ. Rồi, đã chết rồi. Không biết anh ý có thể cân ôn được không? Ủa cái gì đây? Ủa, anh em nhìn cái hiệu ứng chiêu thức, tôi cứ tưởng màn hình máy bị làm sao ạ. Cười dã man, những cái hiệu ứng chiêu thức của nhân vật trong game này làm rất là hài hước luôn đấy anh em nhá. Một số nhân vật làm rất là hài hước. Đấy, bạn nào mà thích cái game kiểu fan fan chôn chôn thì sẽ rất là thích cái con đấy các bạn, mình vừa đi cái này mình vừa đi cái khác được. Nó rất là hay luôn, tức là các bạn có thể cùng lúc làm nhiều thứ ở trong cái con game Liên Minh Siêu Quậy này. Đấy, mình vừa đánh phó bản hàng ngày, vừa đánh phó bản tổ đội được. Xin cậu bé bút chì đấy. Wow, một mình nhân vật này của mình cân hết anh em ạ, cân ôn luôn. Tiếp tục khiêu chiến này. Đó, nhận thưởng. Rồi lại thăng quân hàm. Mười sáu mở tháp thí luyện. Thật ra thấy chưa, game nó rất là còn rất là nhiều cái tính năng hoạt động nữa cơ. À, mình level 14 rồi, mình sẽ cày nhanh luôn. Đó, còn chưa kịp lên 16 luôn. 15 sẽ mở bang hội. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tăng bậc cho tướng này. Rồi tăng cấp siêu mộ đây thì các bạn có thể triệu hồi một lần xem nào. Lại được một tướng 4 sao nữa, không biết hệ gì. Ui, 5 sao Hoàng Nguyệt Anh này. Được bạn ơi. Đó, cố gắng anh em được tướng 5 sao nhá, xịn sò. Và các còn cùng hệ của mình nữa thì ok. Xin cậu bé bút chì này. Ok, hết rồi. Bây giờ chúng ta có một tướng 5 sao đâu nhỉ? Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh là hệ gì? Hệ lửa. Hệ lửa. Bây giờ tôi sẽ thay đổi hình một chút nhá. Vì là bỏ cái em 3 sao này, mình sẽ cho Hoàng Nguyệt Anh vào này. Nó sẽ cần một hệ hắc ám nữa. Mình sẽ bỏ một tướng hệ thủy ra, cho tướng hệ ám này vào. Đó, mình đang để là hệ ngũ hành. Đó, anh em thấy không? Năm tướng, năm thuộc tính khác nhau. Rồi, chúng ta thì năng băng hội này. Các bạn để vào bang nhé. Đó, xin vào bang. Bang nào nó cần yêu cầu nhờ. Hoặc là full bang rồi thì anh không vào được. Đấy, các bạn xin vào bang. Tiếp tục. Danh sách đội hình tướng ở đâu nhỉ?
Nói chung là game này rất là nhiều nhân vật nhá. Tổng các cái nhân vật ở trong con liên minh siêu quậy này khá là khủng bố, gần 200 tướng anh em ạ. Ở đây là mình mới sưu tập được 21/499. Tức là anh em sẽ có 199 nhân vật để các bạn sưu tập, rất là khủng luôn đối với con game thể tướng. Kích hoạt duyên này, các bạn thu thập kích hoạt các tướng thì sẽ để kích hoạt để cộng thêm chỉ số này. Đó, rất là nhiều tính năng để khám phá, trông vậy thôi nhưng mà nhiều, rất là nhiều tính năng để anh em khám phá luôn. Tăng bậc này. Đó, mặc trang bị này nọ nữa. Tiếp tục chiến đấu. Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Khiêu chiến boss. Đó. Rồi. Đấu trường này nó chưa mở hết ra. Phó bản tổ đội chưa mở. Và có cả phó bản tổ đội này nọ luôn mà. Ta chỉ mới rèn luyện được 3 năm thôi. Rồi, nhận thưởng trang bị được tặng này. Rồi, thưởng một số tướng. Tiếp tục chiến đấu nhá. Đấy, cách chơi thì tập trung vào việc là nâng cấp trang bị này, sau này có thể cường hóa các thứ này nọ được thì phải. 18 mở tiên tri. Nói chung là game rất nhiều tính năng luôn ấy anh em ạ. Đây, vào tháp thí luyện này. Ở trong tháp này các bạn để khiêu chiến theo tầng, lên tầng càng cao nhận thưởng càng nhiều. Đó, cho tướng ra trận. Đấm nó. Ui, thả có cầu lửa. Ui, quả đấm. Cục dã man. Đấy, các bạn để khiêu chiến lên tầng thì nhận thưởng thêm nhé. Đấy, thưởng nhiệm vụ này. Rồi, tiếp tục lại đánh. Rồi, lại đi thiếu nguyên liệu tăng bậc rồi. Giờ này phải cày nguyên liệu. Mà hết lượt quét rồi. Bây giờ phải đi đúng là kiểu cày chay. Tiếp tục khiêu chiến lên tầng này. Đấy, được cái mình thích ở game này là nó anh em có thể cùng lúc làm rất là nhiều thứ, không phải đợi làm xong cái này thì mình làm cái khác được. Đấy, còn đối với cái con game Liên Minh Siêu Quậy này thì anh em thích làm cái gì thì làm thôi. Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Ta chỉ mới rèn luyện được 3 năm thôi mà. Hoàn thành nhận thưởng. Đủ mảnh thì ghép này, hoặc là các bạn để tách mảnh ra. Tùy. Với một con số lên tấn gần 200 tướng này thì mình nghĩ là còn rất nhiều cách để anh em kết hợp xây dựng đội hình này nọ. Quá khủng luôn, con số nhân vật quá khủng luôn. Ê, tăng bậc này. Rồi, lại thiếu nguyên liệu rồi. Để kiếm nguyên liệu tăng bậc thì các bạn sẽ phải đi mua shop, hoặc là hình như là kiếm hoạt động các thứ nữa thì hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được tặng. Đó, lại đánh thêm tầng tiếp này. Đó, rảnh thích. À, các bạn đi leo tháp này cũng được tặng mấy cái đá để tăng bậc cho tướng này. Đấy. Thích gì làm đấy, không giới hạn. Thậm chí là mình đang đi này, mình có thể quét phó bản nhanh này. Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Rồi, tầm 17 rồi.
18 thì sẽ mở một tính năng gọi là tiên tri. Mình sẽ chơi thử nốt lên cái tiên tri đấy xem nhá. Chứ còn về cơ bản thì gameplay mình nghĩ là anh em cũng nắm được rồi. Đây, nhận quà bạn bè này. Đấy, các bạn này tặng quà nhanh cho bạn bè, như là tặng thể lực thì phải. Kiếm pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Ta chỉ mới rèn luyện được. Đấm vô cái. Đó. Ta sẽ không thua. Nàng sẽ dọa ta bảo vệ. Ta chỉ mới rèn luyện được 3 năm thôi mà. Ai dạ, quả cầu nữa đó. À, đấy, đánh kêu chiến tiếp này. Ờ, làm này thì lên cấp rất là nhanh luôn anh em nhé. Người xứng đáng có được. Ta chỉ mới rèn luyện được 3 năm thôi mà. Ta sẽ không thua. Nàng sẽ dọa ta bảo vệ. Ta chỉ mới rèn luyện được 3 năm thôi mà. Ai dạ, quả cầu nữa đó. Người muốn ném thử nắm đấm của ta không? Phôi to, phôi to. Người xin cậu bé út trì của có mấy cái chiêu cười dã man anh em ạ. Pháp của tổ tiên, người xứng đáng có được. Ta chỉ mới rèn luyện được. Nằm ở đây còn đấm cái gì nữa à? Đấy, các bạn này đánh lên tầng tiếp theo. Rồi rảnh rảnh lại đi nâng cấp tướng. Level 20 thì sẽ mở. Đây, chúng ta mở cái nhiệm vụ tiên tri này, tính năng tiên tri này. Ở trong cái tiên tri này hình như là có thể chiêu mộ ra những cái thuộc tính tướng mà các bạn mong muốn. Ví dụ các bạn chỉ muốn là triệu hồi những cái tướng mà có thuộc tính hỏa thì đấy anh em thể chọn đây, rồi dùng đá triệu hồi ra sẽ triệu hồi thẳng luôn thay vì ngẫu nhiên hên xui như ở cái phần chiêu mộ kia. Nói chung là cũng khá là hay. Ok, như vậy là mình cũng trải nghiệm cho anh em về cái con mobile rất là thú vị có tên gọi Liên Minh Siêu Quậy của nhanh Fantap. Nếu bạn nào muốn chơi thử con game này thì anh em có thể lên Google Play App Store tải game và chơi thử nhá. Mình nghĩ là anh em sẽ khá là thích thú với con game này, đặc biệt là với những bạn nào mà yêu thích game thẻ tướng rảnh tay đó. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc trên kênh AFK Mobi. Nếu bạn nào thấy hay đừng quên like, share, chia sẻ như là subscribe cho kênh AFK Mobi để ủng hộ cho Sói Bạc nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.